cùng tuổi hả? Cùng tuổi mồ thôi mày. Cùng dòng họ. Khổ dễ sợ. Dần cái lông cái não rồi xong. Dần lấy cái ta kêu dần lông não, dần xong lông não. Ta nói giỡn kìa. Dần lông mão là không hợp nhau hả chị? Không. Dần tuổi dần với tuổi mão là hợp. Ta giỡn là dần lông não. Dần lông não. Mày ghê. Thấy được vậy, thấy cũng được mà. Được, mà em thấy được rồi không? Má là tìm hết bình luôn. Ba một bình luôn vậy? Ừ, không còn giọt luôn, tao vác tới giọt cuối cùng luôn. Mặt to mà. Mặt to quá, tội gì sợ luôn á. Để mua chị. Bé khách rồi. Ủa cái điện thoại của ta ta. Ờ, rảnh không cái điện thoại em đó. Thiệt á, chứ mấy đứa này cũng ra nữa nè. Con ngài. À đúng rồi, em đang xà. Em xà ở đâu? À, không, sao bên kia được khỏi cần tiền chị. Thế thì chị đang nó một camera. Tôi đang xưa mất đâu. Nhưng mà thông tin của khách là mình lấy hết rồi nghe. Nên là ai mà à, mà lái lúc nãy là vô hỏi là camera 12 cái mà lo chi. Ngốc ngách mà không có. Không biết chỗ xe luôn. Dạ, chị em về trước gì này? Ừ, nó một lần hai rồi mà. Dạ. Thấy mình còn làm gì ngại đó. Chị đợt trước lái mụn như chưa hết nè, bán nó lái cũng bị nè. Mụn chi chị hà, mụn hay là cái thịt thừa hay là gì? Cái ô mụn, cái đợt em lái nè. Dạ, dạ, dạ. Xí nè em xem cho. Mụn nhưng mà bán là không thấy. Nhiều khi cái mụn đó có cái nang ở trong á chị, không làm được á, không lấy được. Cái đợt đó em kêu đi lấy hết rồi luôn, mụn đau quá chị, không chị đâu. Xong xuống hơi lần không gặp em. Dạ. Để đợi em xí thì chị có làm mặt luôn không hay chị làm cục nó thôi? Ấy là để em cái mặt với lại đợt trước bán là cái gối chị đó mà mắt của chị đó mà để em xong đắp cái gì chị đó. Đắp mặt nạ bình thường hay là sao chị? Hôm trước là 500 đó. À, chị mà 500 ghê đó. Ừ. Cái mặt chị 500 đó chứ. 400 là chứ làm 500. Gì làm 500 ta? Có cắt mụn thịt mụn đồ với em ta. Ở thôi giờ chờ chị cứ làm mặt bình thường đi rồi em làm thêm với nó vô thôi. Hi. Chị kêu em kêu mén rửa mặt cho. Chị qua bên phòng với nó có kêu. Có mấy đứa. Cái rồi em qua đó. Em qua em làm cho. Hi. Qua phòng 201 với chị. Cái cục chì đó không biết nữa. Cắt mụn thịt với lại nói chung chắc cái chi cũng nhiều lắm. Chắc phá nút ruồi nó có ơ rồi chi nữa nhiều khi nữa rồi. 500 vậy lấy cũng nhiều khách mà, nhiều loại lắm. Nhiều khi là họ làm xong có phá thêm nút ruồi mua đó hoặc là cái cục mua đó có vấn đề hoặc là tim tê. Chị nghĩ đứa tim tê làm gì đó là gì? Không, lên trên kia. Ý là tới mà không tới là không gặp là lên trên Tân An á, chứ trừ mới tới đây. Trừ cho bọn mới qua đây lần đầu ấy. Nhìn là biết rồi. Chủ mục đã. Không quay là tiếc rồi. Chị nặng rồi. Cái xong chị nhìn quanh không thấy hiền đâu. Chị phải đứng lên chị đi tìm, đi kêu thôi. Chứ không ta tiếc. Từ ngày dắt ngoài tới ngày mà không đi tìm ấy.
Thôi mình đừng nhắc giấc mơ nữa. Ủa rồi là bữa nay em ngủ lại này hả? Hay là em về? Muốn bữa nay em về á chị. Do anh bên nội em có người ra ở nhà. À, nhà ở mình. Tội sợ lắm á. Lại ngồi ở đây khỏi về mày quá đi. Chị đâu cũng tội. Cũng bình thường. Nhà ngủ cái hai nhà hạ ở mình. Thôi. Bà Hà ngủ mình thì không? Em ngủ một mình thiệt bà, em sợ ma. Tối qua thì bóng ở đây. Chào bà nha, chào bà ở đây nha, đây chắc bông bây giờ bà ở rồi đó. À, bây giờ ở là có rồi. Nhà quê để mà tối bố mẹ đi lễ giao chị nhà trong nhà. Mà chị bật bóng sáng trưng hết luôn, từ ăn nhét luôn, chị đi mua gì bật đó. Bố mẹ chưa về phán đi luôn. Chưa sửa hóa. Em mấy ngày đầu thì bước xuống đây túi túi sợ thôi, chứ còn chưa bình thường, mà chưa cho em ôm mình em bình thường. Ở bình thường, ở chập mình quen là mình thấy bình thường. Đi ngang lên mình thấy cái gương hiện từ cái bóng heo ở trong là rồi. Thôi bà hãy tưởng tượng quá bà. Tự hù mình á, chứ chẳng có ai hù hết trơn. Tối hôm qua đâu dám vào phòng này chị, phòng cứ ủ. Bật đèn bật bóng cầu thang hai cái luôn, bật bóng nhà tắm nữa. Chị nằm ngủ mà mơ thấy ma. Mây giờ ma chơi luôn. Người thấy tao là mơ, tao đánh lộn mà biết rồi. Không ở quê thì túi thiệt chị. Quê thì nó đi có túi thiệt luôn. Là đứa con chó mà biết mặt người quê nó sủa kha. Chó gì luôn ấy. Chứ mình đi đường thành phố quen rồi, có đèn quen rồi, tôi đi về quê đừng có thua, không dám đua luôn. Thấy đường có thấy đường gì đâu. Đúng chưa? Chị chỗ này tầm lâm đi. Không thiệt đi mà không thấy đường. Răng thái được. 7-8 giờ ngủ rồi, dễ sợ thiệt. Ngủ thì thấy buồn cháy luôn á. Thiệt đúng á, mà 5 giờ chưa dậy rồi. Mà 8 giờ ra chợ không còn ai ngoài chợ hết trơn. 8 giờ ra chợ đấy. Mà đang có mình đi. 8 giờ ra cái tiền luôn. Thì cũng 8 giờ ra chợ không còn chứ luôn. 8 giờ sao cho hồi đi thì thị người chị hả? Mình làm chi xuống dưới kia không có tiền à? Dạ, thì đưa giấy cả bé hết. Thì em đi xịn sò không chị? Ờ. Đi đi nhỉ? Trước xong rồi trả tiền quen rồi. Dạ. Chờ. Cảm ơn mọi người. Dạ. Cảm ơn chị. Đấy, nó xịt quá không biết ra. Đấy, 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 quay phải, đấy, quay phải chị. Đấy, quay phải. Đó, đã nó xịt sao quá. Hồi bữa nay tụi em làm thang máy luôn á chị. Nhất hiền. Nhưng mà nè, ví dụ như mình làm mà đẹp đẹp khách hậu cũng thích quá à, dữ rứa. Làm kiểu sáng chỉnh là giá kiểu bình dân á. Tất nhiên, gặp mình cũng thích thôi. Có nhiều người sợ vô không? Tấn kêu đi, chị em thích cái kiểu ở Tân An với lại một ông. Không phải ông đâu á. Ông kêu ưng một bài nam với một bên chị đâu có kiểu đó. Thấy cái đầu tóc ông mày. Nó thấy ông ta bưa ghê luôn. Thằng này chắc quen ai chung thủy lắm nè. Tao nói thiệt luôn á. Nghĩ ra ngoài bao quá, bà cũng vậy em không được, em bắt máy. Sao bây giờ nào em không về thì cũng rảnh được. Trong đó nhận đi nhận lại rồi là mút em gì rất là dễ, ai lấy cũng được. Nhưng em không thích thì em không thích. Thằng kiểu bướng lắm. Không biết chịu không. Sinh năm mấy chị? Hả? Sinh năm mấy á? Chắc cỡ 95 thế thì trên nhà kìa, chung thủy với chung thủy gặp nhau. Thôi thôi, nhà của hắn bỏ đi. Ta thấy là một trời một vực rồi đó. Nghe em ơi. Dạ, chị cho hỏi cái hụt mà nút ruồi là chị bên chị có phá được không? Có chứ. À. Nhưng mà cái hụt miếng to bằng cái hụt đậu đỏ đó chị. Trời ơi, bò đậu phụng, đậu chi cũng đậu đồng ngự, đậu đồ chi cũng chơi tung hết.
Đứa hả? Đứa hả? Bữa mai em nói với cái chị chở cô chị xuống cái chị làm cho em thôi. Ok ok em, ok. Dạ, khi nào tới cũng được, sao có cần khi nào em tới thì em phải nạn chị chứ, về một mình chị làm cái đó được thôi, không ai làm được. À, chị Loan làm luôn đúng không? Chị Loan làm chứ không ai làm được hết. Dạ rồi, trước khi kiếp, trước khi đi cái em phone chị rồi, ok. Dạ, dạ chị. Đầu đỏ hả mà kể vô. Đầu ngự tao luôn. Rứa mới hái chứ. Hết rồi, mua hết rồi. Mấy phút rồi? 11 phút. Chứ mình thấy chị mình cái thứ chị cũng chơi được hết chứ. Lấy luôn. Hiền nè, lấy nè. Đúng rồi. Đúng rồi. Sống thật với bạn thân đi em. Chứ ta thấy là có người nhận ra rồi đó. Hiền này là đa giới tính rồi. Không phân biệt một sắc. Bạn thường một ca mình chơi. Em là dễ dãi lắm, cái gì cũng được ấy, rồi cho gì nhận nấy đúng không? Họ dễ sống được còn like gì nữa. Phế chưa? Cái mà cái có mấy cái dưỡng sinh? Có một cái dưỡng sinh đó chị. À, để thì cũng đâu mệt mà. Chưa có chị hết, chưa cảm nhận được cái chi phí hết. Nói chung là em cứ làm cái đủ tiền lương em là được, cộng cái chi phí chị lo là được. Phải làm cho chị lo dư ra chứ. Em đủ tới cái đầu. Mà dư đang lấy khách em có làm gì nữa. Không, em yên tâm, từ từ. Ít bữa ta ra. Thôi, lo chi. Mày nghĩ là chị lo mày đại gia mày giỡn. Làm cho ta là được rồi. Đủ hụi rồi mày. Khách VIP giỡn làm xong tao quên bo bà ơi. Phải làm xong phải bo, đứa năm chọc đồ này kia trăm rồi đó. Là tự nhiên máu lửa liền luôn. Đúng mày. Thì cái tiền, đồng tiền mà, tiền đi trước rồi thôi. Là tự nhiên có động lực đúng không? Làm chi không trước? Thôi chị gửi mấy tháng luôn. Đặt mấy tháng luôn. Đặt mấy tháng luôn. Kiếm không một tiếng á. Mà tháng là có thưởng riêng rồi, lo chi. Mà bà này bà vô ngày mấy rồi hà? Tại chứ cha ta không nhớ luôn mà. Còn con kia ta cũng không nhớ ngày mấy luôn. Thứ bảy tuần trước đó. Thứ bảy tuần này là nói tuần thôi đó hả? Dạ. Thấy lâu rồi chứ bộ gì đi. Là em coi thứ bảy nữa là ngày mấy? Ngày 11 chị. Ngày 11 à. Ngày 11 là cái ngày chị đi ấy. Chị Loan đuổi trả lương hết nước tuần rồi chuỗi. Thử việc đó được rồi đó. Thử việc đó được rồi đó. À, đúng rồi đó. Con mới nhiều chỗ, con mới được thử việc luôn đó. Mất dạy ghê đó trời. Chị nói thiệt, cứ qua một ngày chị cũng khó.